Vô ngã độc tôn, tập 105. Vút, ánh sáng vàng lóe lên, Dương Hạo hoàn toàn không bận tâm tới sự biến hóa trong cơ thể mình. Lúc này trong đầu anh nảy sinh ra một ý định điên cuồng. Đại đạo có thể tu hành, không biết ở nơi này có thể tu luyện lực tâm thần của ta hay không. Suy nghĩ lóe lên có phần không thể khắc chế được. Cuối cùng Dương Hạo vận hành lực tâm thần đi kết nối với đạo pháp ở xung quanh. Không có nó, không phải nó, cũng không phải nó sao? Không phải, không phải, đều không phải. Thứ ta cần là lực tâm thần, không phải số đại đạo này. Dương Hạo lần lượt thử, thế nhưng đều thất bại cả. Dần dần, anh bắt đầu thấy hơi thất vọng. Xem ra, đạo mà vạn đạo cung này ghi chép không bao gồm lực tâm thần. Trên thực tế, lực tâm thần cũng không ở trong số đại đạo. Cũng chả trách sự cảm nhận của anh không có bất kỳ kết quả nào. Vào lúc Dương Hạo cho rằng phép thử của mình đã thất bại, đột nhiên có một luồng khí tức đạo pháp thần bí tiến vào bên trong lực tâm thần của anh. Âm! Đầu tiên là những tiếng va chạm kịch liệt, sau đó hai bên nhanh chóng lại gần, giống như tuyết tan vào nước, nháy mắt đã bất phân đôi bên. Đây là... Trong lòng Dương Hạo trầm xuống, anh phán đoán cổ sức mạnh đó tuyệt đối khác với lực tâm thần, thế nhưng nó quả thực là một loại đại đạo. Tâm đạo. Một lúc sau, anh đột nhiên nghĩ tới một khả năng, không khỏi kinh ngạc hô lên, hai mắt mở to, lập tức có được cảm ngộ của đạo pháp. Âm! Khí đạo pháp tỏa ra tứ phía, lộ ra cơ thể thực sự của Dương Hạo. Anh mở to hai mắt, ánh mắt nhìn về phía luồng khí tức kỳ lạ đang dâng lên trong lòng bàn tay. Cổ khí tức này tương liên với tâm thần, tương thông với nội tâm của anh, sở hữu đặc tính ẩn hận hiện ẩn hiện. Lực tâm đạo, lẽ nào đây là sự thật sao? Bên trong truyền thuyết từng có người tu thành tâm chi thiên đạo, tâm niệm vừa động, trời đất biến sắc. Thế gian thật sự có loại đạo pháp ẩn hiện bá đạo tới như vậy sao? Dư Hào sau khi một lúc mới thốt ra được mấy câu. Ngay sau đó, trên mặt anh tràn ngập niềm vui. Đây là loại đạo số 6 của anh. Mặc dù anh không dám đoán được rốt cục có phải là tâm đạo hay không, có điều chắc hẳn cũng phải tới 80-90%. Tâm đạo. Trên mặt anh mang theo nụ cười, lại nhắm hai mắt lại, bắt đầu hút lấy khí đạo pháp bên trong vạn đạo cung. Vòm trời của vạn đạo cung là một khoảng màu trắng. Sâu trong ánh sáng màu trắng đó có những văn tự rất nhỏ. Những văn tự này sở hữu khí tức vô thượng. Phía sau văn tự chính là ánh sáng đang di chuyển. Những ánh sáng này lúc ẩn lúc hiện, có lúc hóa thành một giọt nước, cũng có lúc hóa thành mây mù. Bọn chúng có ngọn lửa như nhau, có sông ngòi như nhau, có hung thú, có binh khí, cũng có núi, có sông. Những luồng sáng này chính là căn nguyên của đạo. Thế nhưng căn nguyên của đạo lại cao cả, không thể thôn tính. Chỉ khi nhận được sự công nhận, loài căn nguyên này mới dung hòa với cơ thể. Mặc dù Sa Hâm tu hành sinh mệnh thiên đạo, thế nhưng ông lão chưa hề có được sự công nhận của căn nguyên sinh mệnh. Vậy nên thần hồn của ông lão mới tiêu tán, trở về với vô hư, hư vô. Thời gian một đêm nháy mắt trôi qua, mặt trời ló dạng, mặt đất giống như bị nhuộm một tầng vàng đỏ, ánh sáng rực rỡ chiếu xuống, vạn vật đều đang trong tắm trong ánh nắng rực rỡ màu máu. Thôi Tử Ngọc và Khâu Vĩ lần lượt mở to hai mắt từ trong tu luyện bừng tỉnh lại. Ban ngày bọn họ đi vào bên trong huyết vực, buổi tối lại lựa chọn tu luyện tại một vùng đất an toàn. Như vậy thì tình cảnh gặp phải nguy hiểm sẽ ít hơn rất nhiều. Và lúc hai người mở to mắt ra thì ngay lập tức nhìn thấy bóng hình đang giữ đứng bên dưới cây cổ thụ. Phía trước mặt không phải Dương Hạo thì là ai chứ? Một đêm không gặp, khí tức của Dương Hạo đã có thay đổi quá lớn. Không biết tại vì sao hai người Thôi Tử Ngọc và Khâu Vĩ đều cảm nhận được bản thân chẳng thế nào nhận biết được khí tức của Dương Hạo. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối không tin có một người đang đứng trước mặt mình. Đạo hữu, Hạo Tinh, xem ra đêm qua ngươi lại có bước tiến bộ vượt bậc nhỉ. Thôi Tử Ngọc khẽ cười liếc nhìn Dương Hạo. Khâu Vĩ lại lộ ra ánh mắt chán ghét. Sau khi liếc nhìn Dương Hạo một cái thì liền quay đầu đi. Dương Hạo tỏ ra bình thản. Chúng ta còn bao lâu nữa mới có thể tới nơi? Cỏ cửu diệp băng lăng rốt cục có mấy gốc quý giá tới như vậy? Thôi Tử Ngọc nhíu mày. Tôi cũng không biết. Môi trường mà cỏ cửu diệp băng lăng sinh trưởng hết sức khắc nghiệt, duy chỉ có mảnh đất cực lạnh mới có thể nuôi dưỡng được nó. Đại khái còn nửa tháng nữa là chúng ta
có thể tới được sơn môn bị chôn vùi trong núi băng vĩnh viễn kia rồi. Dư Hạo hướng theo cánh tay của Thôi Tử Ngọc nhìn ra phía xa, anh ngưng tụ lực đại đạo ở trong mắt. Quả nhiên ở hàng trăm nghìn dặm bên ngoài mơ hồ xuất hiện một thế giới màu trắng, núi huyết ngục băng. Nơi đó có rất nhiều yêu vật sinh sống. Nghe nói kẻ canh giữ cỏ cửu diệp băng lăng là một loài kỳ thú ba mắt tám chân. Loài kỳ thú này vô cùng mạnh, ở đẳng cấp yêu quân thái cổ. Lấy tiêu chuẩn của loài người chúng ta ra để so sánh thì có lẽ ở cảnh giới thiên quân cấp cao. Thôi Tử Ngọc nói ra, thiên quân cấp cao sao? Trong mắt Dương Hạo lóe lên tia sáng, nói với vẻ hơi châm biếm, mấy người đúng thật là tự đề cao bản thân. Ba kẻ không đồng tâm muốn đối phó với thiên quân cấp cao, chuyện này thì có khác gì với tự ý tìm đường chết chứ? Đạo hữu Hàn Tinh, xin chú ý tới ngôn từ của mình. Sắc mặt Thôi Tử Ngọc trầm xuống. Mặc dù ông Trịnh phản bội ta, thế nhưng là ông ta đã bị ta tự tay giết chết. Ngươi việc gì phải sỉ nhục một người đã chết cơ chứ? Ta không hề sỉ nhục ông ta, ta cũng chẳng có hứng thú bận tâm tới một người đã chết. Người đang sống cũng chưa chắc đã cùng chung mối thù mà. Ngươi... Anh vừa nói dứt lời, sắc mặt Khâu Vĩ đã đột nhiên thay đổi, phẫn nộ nói, Hàn Tinh, ngươi đã có ý gì? Ta thấy ngươi cứ đi theo bọn ta cũng chẳng có ý tốt đẹp gì. Đúng rồi, ngươi là người cân nhắc quyết định, chưa biết chừng mục đích của ngươi cũng là giết bọn ta. Muốn giết mấy người thì ta đã giết từ lâu rồi, việc gì phải đợi tới bây giờ chứ? Dương Hạo cười lạnh lùng nói ra. Khâu Vĩ nói, ngươi vẫn chưa ra tay, có lẽ vì là vì cỏ cửu diệt băng lăng nhỉ? Ngươi muốn có được loại bảo vật này, sau đó mới ra tay giết bọn ta. Lời này nói cũng có lý phép đấy. Dương Hạo xoa xoa lỗ mũi, không nhìn được bật cười. Nói ra thì anh thực sự không tìm ra được lý do để phản bác. Mắt của Thôi Tử Ngọc lóe lên tia sáng dị thường. Cô ta nhìn Dương Hạo hồi lâu, sau đó lại nhìn Khâu Vĩ đang thẹn quá hóa giận, trầm mặc một lúc sau đó nói, Đạo hữu Hàn Tinh, ngươi cũng không cần ly gián ta và Khâu Vĩ ở đây. Đó là người chú đã nhìn thấy ta lớn lên, sao có thể gây bất lợi cho ta được cơ chứ? Dương Hạo xua tay cười nói, tên Trịnh Long kia thì phải giải thích thế nào đây? Lẽ nào nói ông ta chính là thuộc hạ tạm thời của cô sao? Sau khi nói xong, anh xua tay nói, được rồi, nói nhiều như vậy cũng chẳng để làm gì. Nếu như cô không muốn ta đi theo, thì ta có thể rời khỏi nơi này. Ha, ta thì không có ý này. Thôi Tử Ngọc bật cười không nhìn ra được nội tâm của cô ta, rốt cục đang có toan tính gì. Có điều Dương Hạo lại thấy hơi kinh ngạc, loài phụ nữ như thế này càng khó để đối phó. Ha, đạo hữu Hàn Tinh, hình như ngươi đang hơi phòng bị ta đấy nhỉ? Đột nhiên Thôi Tử Ngọc bật cười, cơ thể đong đưa, trang điểm lộng lẫy cực kỳ động lòng người. Nếu như nói cô ta khi trước là một đứa con của trời cao quý, vậy thì hiện tại cô ta chính là một ma nữ làm điên đảo chúng sinh. Dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, cộng thêm sức hấp dẫn trong từng cử chỉ, dù là ông già đang tuổi xế chiều thì có lẽ cũng không chống đỡ được trước sự mê hoặc này. Dương Hạo lý trí quay đầu lại, không bận tâm tới người phụ nữ đột nhiên thay đổi này thêm nữa. Ha, đạo hữu Hàn Tinh, xem ra ta đã mê hoặc được ngươi rồi nhỉ? Lại một tràng cười trong trẻo nữa vang lên, giọng điệu còn mang theo chút khàn khàn. Dương Hạo quay đầu lại liếc nhìn cô ta, nói với ánh mắt lạnh lùng, Thôi Tử Ngọc, tốt nhất là cô nên chú ý tới địa bộ của mình một chút. Sức bình tĩnh của ta không tốt như cô tưởng tượng đâu. Nếu như bây giờ ta ra tay thì cô không thoát khỏi lòng bàn tay của ta nổi đâu. Hỗn sợ! Khâu Vĩ gầm lên, lực khắc ám cứ thế phun ra. Cút! Dương Hạo quay đầu lại, trong hai mắt lóe lên tia sáng sắc nhọn. Đối diện với cặp mắt đó, Khâu Vĩ đột nhiên cảm thấy thần hồn kinh hãi, cả người toát đầm đìa mồ hôi lạnh. Ông ta nhìn Dương Hạo bằng sắc mặt trắng bệch, trong mắt lóe lên sự khiếp sợ. Đạo hữu, việc gì phải nạt nộ người khác như vậy? Thôi Tử Ngọc không nhìn tiếp được nữa, sắc mặt biến đổi, lại quay về với dáng vẻ lạnh lùng như trước. Dương Hạo bước từng bước về phía cô ta, đi thẳng tới trước mặt cô ta. Đôi bên chỉ cách nhau chưa tới một mét, anh nhìn thẳng vào Thôi Tử Ngọc, hai mắt mang theo tính xâm lược mãnh liệt. Ngửi thấy mùi hương cơ thể khiến cho lòng người dao động, khóe miệng anh nhếch lên cười nói, dù cô hay tên thuộc hạ này của cô, nếu như còn anh nói mạo phạm thì ta cũng không ngại giết người đoạt bảo vật đâu. Còn cô, có lẽ ta sẽ cho cô sống thêm 2 ngày, dẫu sao mỹ nhân giống như cô cũng khá hiếm. Phải nói rằng bây giờ Dương Hạo chỉ có thể dùng 2 từ để hình dung, đó chính là tà dị.
Có điều sự tà dị của anh cũng là do Thôi Tử Ngọc ép mà ra. Người phụ nữ này không chỉ muốn lôi kéo anh mà còn muốn khiêu khích anh trừ khử Khâu Vĩ bên cạnh cô ta. Cô ta nhìn dung mạo tuyệt sắc, thế nhưng nội tâm lại sâu cay tới tận cùng. Loại phụ nữ như vậy anh tuyệt đối sẽ không động lòng, động sát tâm thì có lẽ còn có thể. Được rồi, ta thừa nhận mánh khóe của ta không qua nổi mắt ngươi. Khẽ thở hắt ra một hơi, Thôi Tử Ngọc ngã ngớn về phía Diên Hạo, trong miệng khẽ nỉ non. Nếu đã như vậy, chi bằng đạo hữu thu nhận ta, chúng ta là một cặp tình nhân thần tiên thì tốt biết bao nhiêu. Vút! Vào lúc cơ thể yêu kiều của Thôi Tử Ngọc sắp dính lên người Diên Hạo tới nơi, một tiếng kiếm vang lên, thanh kiếm sắc nhọn đã kề ngay sát cái cổ nõn nà của cô ta. Diên Hạo híp mắt khẽ cười nói, cô có thể thử. Cơ thể của Thôi Tử Ngọc trở nên cứng đờ, không dám tùy tiện cử động. Cô ta cảm nhận được sát khí tỏa ra từ trên người Diên Hạo, đây tuyệt đối không phải là giả. Nếu như bản thân thực sự còn áp sát vào nữa thì chắc chắn sẽ đầu lìa khỏi cổ. Hít sâu một hơi, Thôi Tử Ngọc lùi ra một chút, miễn cưỡng cười nói, đạo tâm của đạo hữu quá mạnh, tiểu nữ xin bái phục. Khâu Phỉ nãy giờ không lên tiếng, ông ta nhìn động tác giữa Diên Hạo và Thôi Tử Ngọc, trong mắt lóe lên nỗi căm hận mãnh liệt. Có điều ông ta biết hiện tại không phải là lúc để ra tay. Đợi đến nơi rồi, cầu chủ đương nhiên sẽ sắp xếp người tiếp ứng. Tới lúc đó thì cho dù là Thôi Tử Ngọc hay là Diên Hạo thì cũng đều phải chết. Ba người tiếp tục lên đường, chậm rãi tiến về phía núi băng kia. Cả chặng đường trải qua mấy chục trận đấu lớn nhỏ, giết được mấy chục yêu vương thượng cổ và cả yêu quân thái cổ. Tất cả thần hồn của bọn chúng đều bị Dương Hạo phong ấn thành hồn đan. Cả chặng đường này, Dương Hạo là người chiếm lợi ích nhiều nhất. Anh chẳng chút khách khí, cho dù là chiến lợi phẩm của Thôi Tử Ngọc cùng Khâu Vĩ thì anh cũng không bỏ qua. Đối diện với sự cường thế của Dương Hạo, hai người cũng không dám nhiều lời. Dẫu sao lúc gặp phải yêu thú mạnh, phần lớn đều là Dương Hạo ra tay giết chết. Đương nhiên, khi mà đêm buông xuống, Dương Hạo đều sẽ biến mất. Mỗi ngày anh đều tu hành ở trong Vạn Đạo Cung. Sau khi mà đêm qua đi, khí tức của ngày hôm sau đều sẽ có bước tiến triển. Anh bỏ ra tâm huyết nhiều nhất trên tâm đạo, dù gì cũng mới nắm vững, anh cũng còn chưa quen với tâm đạo lắm. Thế nhưng có một điểm, khí của đạo pháp tâm đạo bên trong Vạn Đạo Cung cực kỳ hiếm thấy. Cho dù anh đã toàn tâm toàn ý lĩnh hội và dung hợp nhưng cũng cực kỳ chậm rãi. Có điều nhờ với sự nỗ lực của anh, cho dù khí đạo pháp không mạnh mẽ nhưng sự tiến bộ của anh cũng không hề nhỏ. Hiện tại tâm đạo của anh đã cùng dung hòa với lực tâm thần, nắm giữ một số pháp môn công kích. Tạm thời chỉ nhưng thì những pháp môn nhỏ này đều chẳng có gì quý giá. Có điều một khi đối đầu với kẻ địch thì có lẽ cũng có thể phát huy được hiệu quả bất ngờ. Nửa tháng sau, núi băng cao lớn kia đã gần trong gang tấc. Dương Hạo đứng trước núi băng, cảm nhận được từng trận khí lạnh táp thẳng vào mặt. Khí lạnh này không chỉ lướt qua cơ thể của anh mà còn thấm sâu vào trong da thịt. Nếu như không phải cơ thể anh đủ mạnh thì có lẽ lúc này đã bị đóng băng rồi. Khâu Vĩ không chịu đựng được loại khí lạnh này, trên người ông ta bộc phát ra lực khắc ám bảo vệ da thịt không bị đóng băng. Còn về Thôi Tử Ngọc, người phụ nữ này lại trông thoải mái hơn hai người họ rất nhiều. Trên người cô ta bộc phát ra lực hàn băng chiếu rọi về phía khí lạnh đang tiến tới phía đối diện, cùng dung hòa vào với nhau. Đi thôi, phải cẩn thận một chút. Bên trong núi băng này có không ít người băng khổng lồ. Mặc dù thực lực của người băng khổng lồ đều chỉ là cảnh giới linh kiếp, thế nhưng số lượng của bọn chúng rất kinh người, gặp phải cũng là một rắc rối lớn. Thôi Tử Ngọc nói rồi tiến từng bước về phía trước, Khâu Vĩ cứ thế đi theo sau. Dương Hạo thì cố ý đi sau cùng, lực tâm thần bùng phát ra bao trùm lấy phạm vi mấy chục dặm. Tiến vào núi băng, tầng tấc đất lại càng lạnh hơn một chút. Mỗi lần tiến lên trước một bước, khí lạnh đó đều sẽ tăng lên rất nhiều. Bước vào bên trong hơn 10 dặm, Dương Hạo cảm nhận được da thịt của mình trở nên giá lạnh, mất đi rất nhiều tri giác. Cửu Diễm, anh khẽ hô lên một tiếng, Cửu Diễm Hỏa Vương bùng phát từ bên trong cơ thể, sau đó nhanh chóng tuôn chảy bên trong huyết mạch và da thịt của anh. Bên ngoài cơ thể của anh dần dần xuất hiện ánh đỏ, cảm giác tê tái vì lạnh cũng dần biến mất. Bên trong núi băng phía xa vang lên những tiếng gào rống,
dường như đang tiến hành một trận chiến rất lớn. Thi thoảng lại có những tiếng vang lớn truyền ra từ bên trong. Là người băng khổng lồ. Thôi Tử Ngọc ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên vẻ nghiêm trọng. Nghe thế trận này thì có lẽ không chỉ có người băng khổng lồ. Khâu Vĩ đứng bên cạnh bổ sung thêm một câu. Khác về sự nghiêm trọng của hai người, Như Hào cảm thấy còn hơi phấn khích. Anh nói, Chi Bằng tiến lên xem. Không cần, mục đích của chúng ta không phải nơi đó. Đi rồi có thể sẽ còn gặp phải rắc rối. Thôi Tử Ngọc liếc nhìn anh, sau đó quay người đi về một hướng khác. Như Hào bật cười cũng chẳng đôi co. Tốc độ của ba người dần nhanh hơn. Có điều, bên trong núi băng rộng lớn, bọn họ dường như chỉ là ba con kiến bé nhỏ mà thôi. Dù tốc độ của họ có nhanh hơn thì cũng chẳng có thể đi tới điểm đích ngay lập tức. Trung tâm của núi băng có một cái hồ bạc băng tuyết, cỏ cửu diệp băng lăng mà chúng ta muốn tìm mọc ở ngay trung tâm của hồ bạc đó. Thôi Tử Ngọc giảng giải không ít cho Dương Hạo nghe suốt chặng đường đi. Lại mấy ngày nữa trôi qua, ba người tránh được một số dải đất nguy hiểm, cuối cùng cũng đi tới được đỉnh dải băng, đỉnh núi băng. Ở trước mặt bọn họ là một mặt hồ màu bạc, phải rộng tới cả trăm trượng. Đứng ở nơi này, Dư Hạo đột nhiên cảm nhận được từng luồng linh khí đất trời vô cùng mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể mình. Nguồn gốc của số linh khí đất trời này chính là hồ bạc trước mặt. Hồ bạc này đều không phải là linh dịch đấy chứ. Dư Hạo không kiềm chế được mà liếu cả lưỡi. Nếu như chuyển cả cái hồ bạc này về Thiên Thành, anh dám đảm bảo Thiên Thành có thể thu phục thêm được một tốt đệ tử mới. Hơn nữa, trong vòng một năm còn khiến cho bọn họ thăng cấp lên cảnh giới tử phủ. Còn về linh kiếp thì phải ngộ đạo. Linh dịch bên trong hồ bạc này không thể giúp cho bọn họ ngộ đạo. Vậy nên tới được cảnh giới tử phủ là cực hạn rồi. Cỏ cửu diệp băng lăng. Tiếng kinh hô phát ra từ trong miệng Thô Tử Ngọc. Dương Hào nghe thấy như vậy thì ngẩng đầu lên nhìn về phía trung tâm hồ. Đột nhiên phát hiện ra một đám linh thảo óng ánh long lanh đang đung đưa trong gió. Nhiều thật đấy. Anh mở to hai mắt, trong lòng chấn động không thôi. Cỏ cửu diệp băng lăng ít nhất có hơn mấy ngàn ngọn. Dư Hào cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, ước gì có thể lập tức cất hết mấy trân bảo quý này vào trong nhẫn không gian của mình. Đúng thế, đến lúc này anh chú ý tới trung tâm của mấy ngàn ngọn cỏ cửu diệp băng lăng. Nơi đó có một ngọn cỏ phát ra ánh sáng màu tím đang đung đưa đón gió. 10 lá cỏ băng lăng vương. Thôi Tử Ngọc che miệng ngạc nhiên thốt lên. Ánh mắt lóe lên tia động lòng. Một ngọn cỏ băng lăng vương bằng với mấy mươi ngàn cỏ băng lăng bình thường. Ngay lúc Thôi Tử Ngọc thảng thốt gỡ bỏ hoàn toàn phòng bị thì một âm thanh khẽ khàng vang lên. Đầu cô ta bị một lực hắc ám mạnh mẽ đánh tan. Rầm, cả người cô ta ngã xuống đất. Đầu Thôi Tử Ngọc đã bị đánh vỡ tan thành. Trong ánh mắt còn toát lên vẻ tức giận và căm thù. Xin lỗi nhé, nhị công tử đã nói chỉ cần giết được cô thì ta có thể có được địa vị vô song. Trước đây ta chỉ là một con chó ở nhà họ Thôi các cô. Sau này ta chính là người đứng đầu ở nhà họ Thôi. Khâu Vĩ hung tợn nói ra. Dương Hạo lạnh lùng nhìn khuôn mặt bị cắt xén của Thôi Tử Ngọc. So với gương mặt trước đó của cô ta thì quá thật có hơi khó coi. Anh nói, đã thấy chưa, đây chính là người mà cô nghĩ là đồng tâm đấy. Phải nói rằng cô là một người đáng thương. Ta không hiểu tại sao cô lại không thể giữ lại, cô lại có thể giữ lại được những người này. Bởi vì ta quá tốt với họ. Giọng nói lạnh như băng vang lên. Phần thân thể còn lại của Thôi Tử Ngọc đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt. Thần hồn của cô ta được một luồng năng lượng đặc biệt bao phủ. Năng lượng đó vừa mạnh vừa tinh thuần. Sau đó đầu của Thôi Tử Ngọc bắt đầu trở lại nguyên dạng ban đầu. Trong ánh mắt không thể tin được của Khâu Vĩ, từ da đầu đến tròng mắt, rồi lại đến từng sợi tóc. Trong thoáng chốc, cô ta đã không còn thương tổn gì đứng dậy. Tiếc là món bảo vật mà phụ thân để lại cứ thế bị hủy đi rồi. Thôi Tử Ngọc cảm thấy hơi tiếc nuối, mở lòng bàn tay ra. Chỉ thấy bàn tay trắng như ngọc nắm chặt lấy một lá bùa hình tròn. Lúc nãy khi Khâu Vĩ ra tay, cô ta đã cảm nhận được. Thế nên khoảnh khắc Khâu Vĩ tấn công, cô ta đã sử dụng lá bùa hộ thân này để bảo vệ cho mình một mạng. Thảo nào thần hồn không xuất ra khỏi cơ thể. Dư Hạo biểu môi khẽ cười. Thật ra anh cũng có cơ hội ngăn cản khi Khâu Vĩ tấn công, nhưng anh không ra tay. Một vùng cỏ băng lăng lớn như vậy, cộng thêm ngọn cỏ băng lăng vương đó, đây là một khối tài sản khổng lồ khó mà tưởng tượng được.
bớt đi phần một người dù sao cũng tốt hơn. Nhưng không ngờ Thôi Tử Ngọc lại không sao, mất đi một món bảo vật lại nhẹ nhàng hồi phục lại cơ thể, hơn nữa hình như khí tức cũng không hề giảm đi so với trước đó. Cô, bùa thế thân, sao cô có thể có được bùa thế thân chứ? Sắc mặt Khâu Vĩ trở nên cực kỳ khó coi, ông ta nhìn chằm chằm Thôi Tử Ngọc, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Tại sao ta lại có bùa thế thân sao? Thôi Tử Ngọc cười mỉa mai, lẽ nào nhị ca ta không nói cho ngươi biết, mỗi người trong nhà Thôi đều được phụ thân tặng cho một lá bùa thế thân sau khi chào đời hay sao? Giết! Khâu Vĩ nghe thấy như thế, ánh mắt bỗng trở nên hung tàn, tay ngưng tụ lực khắc ám đánh về phía Thôi Tử Ngọc, muốn giết cô ta thêm lần nữa. Thôi Tử Ngọc lạnh lùng nhìn đòn tấn công của ông ta, nói ra: vừa rồi ông không giết được ta, bây giờ càng không thể giết được ta. Nếu tình ông và ta quen nhau hơn 10 năm, nên ta sẽ cho ông một cái chết toàn thây. Lực hàn băng giáng xuống. Trên núi băng này, uy lực của lực hàn băng của Thôi Tử Ngọc nhân lên gấp bội. Chỉ một tích tắc đã khiến cả người Khâu Vĩ đóng băng. Vèo! Trong cơn băng giá, một mũi nhọn hình mũi dùi đâm thẳng vào đầu Khâu Vĩ. Sau đó lực hàn băng đóng băng thần hồn của ông ta đến khi chết. Kết cục cuối cùng của kẻ vong ơn bội nghĩa nên như thế. Thôi Tử Kiều, huynh không nên nhân từ thì đừng trách ta không nhân nghĩa. Tình cảm huynh muội gì đó đã cắt đứt theo nhát dao này rồi. Thôi Tử Ngọc lạnh lùng nói ra: ha, hay cho câu nói cắt đứt theo nhát dao này. Muội muội ngoan của ta, muội đúng thật là không hề do dự gì. Tiếng cười cuồng bạo vang lên, một người xuất hiện trên đỉnh núi băng. Thôi Tử Ngọc xoay người nhìn lại, đôi mắt toát ra sát khí lạnh như băng. Cô ta nói: Thôi Tử Kiều, ta không dám làm muội muội của ngươi, vì quyền lực, vì quyền thừa kế mà trong mắt ngươi huynh muội đều trở thành kẻ thù. Thanh niên hừ lại một tiếng, nói ra: ngươi nói không sai, vì quyền lực và quyền thừa kế giết huynh giết muội có gì là không thể chứ. Hơn nữa ngươi cũng không có tư cách giành với ta. Bớt nói nhảm đi Thôi Tử Kiều, có gan thì so tài. Thôi Tử Ngọc lạnh lùng nói, lực hàn băng ngưng tụ xung quanh. Ngay sau đó từng khối băng cực lớn nhô lên từ mặt đất. Dương Hạo bình thản nhìn hai huynh muội tranh đấu với nhau, anh không có hứng thú nhúng tay vào, hơi lùi về phía sau. Mục tiêu của anh chỉ có cỏ băng lăng. Ra tay đi, giết luôn người kia đi. Ngay lúc anh đang định đi vào bên trong ngân hồ để đào cỏ băng lăng thì giọng nói lạnh lùng của Thôi Tử Kiều đã vang lên. Giết! Xung quanh bỗng chốc lê vang lên tiếng la hét cực lớn. Tầng tu giả thiên quân xuất hiện, thoáng chốc đã bao vây Thôi Tử Ngọc và Dương Hạo vào giữa. Dương Hạo không thể không dừng bước, anh nhíu mày, sắc mặt cực kỳ khó coi. Mình đã tỏ ra không nhúng tay vào rồi mà cái tên đối diện này vẫn muốn giết mình, xem ra mình là đất sét nặng mà tùy ý cho hắn nặng hay sao? Lướt nhìn xung quanh có hơn 30 người, mỗi người đều là thiên quân cấp thấp, chỉ có Thôi Tử Kiều thoáng có khí tức của thiên quân cấp trung, không khác Thôi Tử Ngọc là mấy. Dương Hạo nhìn Thôi Tử Kiều nói ra: người chắc chắn muốn giết luôn cả ta chứ? Chuyện trong nhà không được để lọt ra ngoài, ta nghĩ nếu ngươi còn sống thì cũng không phải là chuyện tốt với ta đâu nhỉ. Thôi Tử Kiều cười khẩy hỏi ngược lại: hay à, đúng là cây muốn lặn mà gió chẳng ngừng. Dương Hạo than thở nhìn Thôi Tử Ngọc: ta giúp cô một tay, cô tự mình đối phó với tên đó, những người còn lại cứ để cho ta, cảm ơn. Thôi Tử Ngọc cảm thấy biết ơn nhìn anh. Thực ra thì cô ta biết rõ, nếu Dương Hạo muốn thoát khỏi vòng vây thì rất dễ. Còn ngây ra đó làm gì? Giết! Thôi Tử Kiều không kiên nhẫn quát lớn. Âm! Tầng thiên quân lao vút lên, hơn 30 người, lực đại đạo phủ khắp bầu trời, quét sạch toàn bộ bờ ngân hồ, năng lượng của họ lao ra, băng giá xung quanh đều xuất hiện vết nứt. Một kiếm chuyển luân, kiếm lạc hoàng hôn. Dương Hạo hô lên 8 chữ, cả người anh bỗng chốc biến thành ảo ảnh, không thể sợ tới. Vèo! Kiếm khí tử ngu phát ra, kiếm quang chói mắt xé toạc không gian, tạo thành từng vết nứt không gian u tối xung quanh. Phập! A! Gì thế? Kiếm này! Không! Đừng giết ta! Chỉ trong thoáng chốc, tiếng kêu thảm thiết và tiếng gào thét vang lên cùng với tiếng cầu xin, hơn 30 thiên quân đều trở thành mục tiêu tấn công của Dương Hạo. Lúc này sắc mặt Dương Hạo lạnh như băng, ra tay càng không nhẹ. Nếu đối phương đã muốn giết mình thì giết chết bọn họ một lần cho xong, xem chúng còn dám chống đối với mình nữa hay không. Đi chết đi! Hai chữ này cứ như âm ma, máu văng ra tứ tung,
Tầng thiên quân như vỡ tan, sau đó thần hồn bị kiếm quang giết chết. Lúc này Dương Hạo như một vị sát thần, tốc độ kiếm trong tay nhanh như tia chớp, không để lại dấu vết. Đến khi kiếm quang dừng lại, anh đã thu lại kiếm tử thần về trong mỏ. Một loạt tiếng động vang lên, 37 thiên quân cấp thấp đều ngã xuống đất. Có người bị kiếm đâm vào giữa trán, có người bị chém đứt đầu, đều là một đòn tấn công chí mạng. Ngươi là ai? Thôi Tứ Kiều sửng sốt, hắn chỉ vào Dương Hạo không nói được một câu hoàn chỉnh, cuối cùng chỉ hỏi được ba chữ: ngươi là ai? Yên tâm đi, ta không giết ngươi. Dương Hạo khẽ cười, sau đó nhanh chóng đến lục soát trên thi thể của các thiên quân cấp thấp kia. 37 chiếc nhẫn không gian đều được anh cất vào trong túi. Lúc này đừng nói là Thôi Tứ Kiều sững sờ, ngay cả Thôi Tử Ngọc cũng sững sờ, cả người tràn ngập sự lạnh lẽo.